Anh Bill là một người rất là sweet với tất cả mọi người luôn. Anh Bill luôn thích phục vụ, take care cho mọi người. Nhất là những lúc ở trong bootcamp á, trời ơi, làm đồ ăn mà chuẩn bị chu đáo từng chút một. Trước khi đó là anh đã training mệt rồi, khi nấu xong còn serving mà múc ra cho mỗi người. Những cái hình ảnh đó đó cho mình thấy được cái sự quan tâm, và mình thấy được rằng là cái niềm hạnh phúc đối với anh Bill là được chăm sóc cho tất cả mọi người. Một người CEO mà bình dị tới nỗi cái lúc ngủ không cần phải ngủ trên giường luôn, nằm dưới sàn cũng ngủ được luôn. Ăn uống cũng vậy, ăn bất cứ một cái món gì, mì gói hay bất cứ cái gì anh cũng ăn hết. Một cái người thầy đã chỉ dạy cho mình tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Trong 27 năm kinh nghiệm của anh không có giấu giếm một cái điều gì hết. Khi mình bước vào công ty IA, hình ảnh đầu tiên mình thấy rằng là anh Bill không có phân biệt những đội ngũ senior hoặc là những đội ngũ mới. Anh Bill anh xuống nói chuyện với tất cả mọi người, và cái điều đó mình cảm thấy là rất khó để kiếm ở được một người CEO. Bill dạy rất là thật tình, kiểu là everything, không giấu giếm gì hết, dạy mình cái này cho nên là thấy rất là thoải mái. Anh Bill có một cái rất là hay, đó là anh giúp cho một người tự ti trở nên tự tin hơn. Bằng chứng là trong những bootcamp đã có nhiều anh chị xuất phát điểm là một người chưa hoàn thiện về kiến thức, chưa có kinh nghiệm để kinh doanh. Nhìn lại quá khứ của mình, họ đã tự ti bản thân mình và nghĩ rằng mình sẽ không làm được, đã từng mất niềm tin với bản thân, trở thành tin tưởng của bản thân mình làm được nhiều hơn. Anh Bill có một cái năng lượng mãnh liệt, có một cái năng lượng mà truyền tải để cho người ta tạo cái động lực, tạo cái lửa, tạo cái nhiệt huyết để cho người ta muốn đi. Nhưng mà trong đó anh Bill lại còn có cái tâm ở trong đó nữa, nó kết hợp lại được. Mình là cái người từ bên ngoài mà nghe từ anh Bill thôi là mình đã thấy mình muốn tham gia, mình muốn nghe. Bill is an awesome CEO and he takes the time out to really train us from start to finish, and it's really awesome to be trained by the CEO of the company. It's training that you can never get from anybody else or anywhere else, and it's invaluable. Anh Bill sẽ chỉ từng chút một, thậm chí là từng câu nói luôn, từng hành động luôn, để cho mình build cái business của mình một cách nhanh nhất có thể. Một người luôn quan tâm và giúp đỡ cho Đạt, có thể nói là mọi lúc mọi nơi, và những lúc hầu như là mình muốn bỏ cuộc vì một cái người trẻ không kinh nghiệm, không có kiến thức trong cái lĩnh vực này thật sự rất là khó. Nhưng mà anh luôn động viên và hỗ trợ giúp cho Đạt. Thì anh Bill hay dạy đặt lợi ích người khác lên hàng đầu. Anh Bill luôn luôn là nghĩ tới tất cả mọi người trong công ty, luôn luôn là muốn cho mọi người có được những bữa ăn ngon để mà mọi người có sức tập trung học trong những cái khóa bootcamp. Chúng em rất là cảm ơn anh Bill đã luôn luôn yêu thương dẫn dắt chúng em. Nhưng mà anh ơi, anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nha, để mà có thể dẫn dắt chúng em đi cái đường dài với công ty IA. Cái vision của anh Bill là cái điều đầu tiên mà Huy chú ý đến và Huy rất muốn bước cùng với anh Bill. Cái tố chất leader là một người Huy có thể trust, có thể tin tưởng và Huy có thể học hỏi được rất là nhiều. Nếu mà nói đúng ra anh Bill đã thay đổi Huy và rất nhiều người trong IA bằng cái tình thương, bằng cái sự chia sẻ, sự giúp đỡ, bằng những cái bài học sâu sắc, bằng những cái sự răn đe rất là nhiều. Có thể gọi là kể không có hết. Để mà đi một đường dài á, thì mình cần một người leader như vậy. Đầu tiên là phải có một trái tim lớn và phải có một bàn tay thật ấm. Và cái mà mình thích nhất của anh là khi mà mình gặp anh, mình luôn luôn có những năng lượng tích cực. Tham ơi, em phải cố lên, phải làm đi, đừng có give up. Khi em làm thì những cái kiến thức em học, những kiến thức em nhận được từ anh, từ IA mới trở thành cái kiến thức của em và giúp ích được cho cộng đồng người Việt Nam mình nhiều hơn. Nói lúc nào cũng thúc đẩy Tom, đó là một cái motivation của Tom. Có một câu nói dạo gần đây á mà luôn luôn động lại trái tim của Vi á, đó chính là em hãy mở rộng trái tim yêu thương của em nhiều hơn. Chỉ cần nghe đến câu nói đó thôi là bao nhiêu cảm xúc lại ùa về. Và đó cũng chính là Kim Nam là Việt của Vi. Day by day after working with him, I just feel like he are truly brothers. I don't see him as a CEO and it's too far from each other. We don't feel that he's too far away. He's, to me, personally, I feel like him a big brother in the family. That leading us who looking for something different in the life, and he care about our improvement. He's always given us a lot of advice that we can change, improve. And I truly appreciate him for that. Bill is a completely different person. Like, he wants to walk up to you. He wants to say hi to you. He wants to know who you are. He wants to talk to you. If you have questions, he wants you to ask him so he can help you. He wants to point you in the right direction. And I think that's an amazing quality in a CEO. And I'm one of the first people to work with Bill in IAA in California. And, you know, throughout the years,
I feel like I've learned a lot more about him. In reality, when I first met him, he sounded like he had very big dreams, and I honestly, I didn't know if they were true. I didn't know if I could believe them. Today I know him, he still has those big dreams, and the difference is that now I believe that all of those dreams he can accomplish them. And I've seen him doing so, I've seen the way the team is growing, I've seen what IAA can do, and I've seen the missions, I've seen the way that he interfaces with us. Anbil is a true visionary. He has the ability to look at a company, IAA, where we are today and where we need to be 5 years, 10 years, 20 years, 25 years from now. He's also a tremendous coach and mentor to all of us. An ơi, em sao rồi? Có cần anh giúp gì không? Đó là những câu nói rất là thân thương mà An đã nhận được trong suốt 2 năm vừa qua. Và những câu nói ấm áp đó đến từ người CEO, người thầy và là một người anh lớn trong gia đình IA. Em luôn nhớ hoài câu nói của anh: dù có khó khăn gì, chỉ cần chúng ta dùng tình yêu thương thì có thể hóa giải được mọi thứ. Và em sẽ mang tình yêu thương của anh để trao đến cho tất cả các anh chị em. He's such a talented man. He has such high aspirations and such big dreams for everything, but with that he has to make a lot of sacrifices. He has to put aside even his hobbies and his favorite things to do. Music, growing up, one of my favorite things was he played in bands, and I see that he does it for everyone here at IAA. He does it for the missionary trips. He always has a higher goal that he wants to reach. Once he reaches that goal that he wants, he goes for more. He wants more to spread love and care throughout the world. Thật là cảm ơn anh Bill đã tin vào em khi mà chính bản thân em còn chưa tin vào mình chính mình. Và chính cái đó là cái động lực rất là lớn. Trong 3 năm đầu tiên, Jenny làm trong âm thầm. Và mỗi một lần mà Jenny gặp khó khăn, Jenny đều vực dậy được. Là tại vì Jenny muốn một ngày nào đó mình có thể đứng trên sân khấu và mình chứng minh được cho anh Bill thấy tất cả những gì anh đầu tư vào Jenny, anh không bao giờ phải hối hận. Tất cả những gì mà anh cho Jenny là anh sẽ không bao giờ phải hối hận. Và Jenny muốn, lúc nào cũng muốn mình là một cái niềm tự hào cho anh và chị nói riêng và cho ai nói chung. Tiền đâu mua được tình yêu mình, tiền đâu mua được hạnh phúc nhỏ xinh, tiền đâu mua được từng vui buồn những tháng năm mình từng đi qua, tiền đâu mua được một gia đình, tiền đâu mua được ngày tháng bình yên, tiền đâu mua được giấc mơ đôi mình. Khi ta sống vì nhau, còn em chẳng muốn gì. Nếu cuộc đời thiếu vắng anh, tiền đâu ý nghĩa gì. Tiền đâu mua được tình yêu mình, tiền đâu mua được hạnh phúc nhỏ xinh, tiền đâu mua được từng vui buồn những tháng năm mình từng đi qua. Tiền đâu mua được một gia đình, tiền
những tháng năm mình